Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang huyện Mù Cang Trải với chủ đề Mù Cang Trải bản sắc an toàn thân thiện dự kiến diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 18 tháng 10 năm 2020. Điểm mới của chương trình là một số hoạt động như marathon khám phá mù căng trải với sự tham gia của 100 vận động viên hoạt động trải nghiệm bay trên miền danh thắng bằng máy bay trực thăng cùng lễ hội camping và sâu thực cảnh bốn mùa mù căng trải Bên cạnh đó còn diễn ra các hoạt động gồm chào mừng Tết độc lập mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, chương trình khai mạc chào mừng với chủ đề Ngày hội non sông gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chợ phiên mù căng trải, trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản, văn hóa, ẩm thực các dân tộc, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian, ném còn thái, ném bao, kéo co